Xin chào tất cả các bạn đã đến với livestream buổi sáng tại Occidental. Thì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy phim của khách hàng này. Khách hàng này thì đang chỉnh nha, đeo mắc cài tại Occidental. Và hôm nay thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường sẽ tiến hành nhổ răng 8 cho vị khách hàng này. Thì các bạn, như các bạn có thể nhìn thấy trên phim thì cái chiếc răng 8 này đang mọc lệch và xô vào răng số 7. Khi mà răng 8 gần như là các bạn biết là gần như không đảm bảo, không có cái chức năng ăn nhai. Do vậy mà nếu như răng 8 mọc lệch hoặc sâu hoặc là viêm tủy hoặc là có những cái biến chứng thì bác sĩ sẽ cho cái chỉ định là sẽ nhổ cái răng này đi. Đây thì chúng ta sẽ cùng vào phòng phẫu thuật của Occidental để xem là ekip của chúng tôi đang tiến hành nhổ răng cho ca khách hàng này nhé. Như các bạn biết thì trong quá trình nhổ răng 8 thì chúng ta cần phải, nó là một cái tiểu phẫu, do vậy mà cái đảm bảo vô khuẩn thì chúng ta phải cực kỳ gọi là chú ý để đảm bảo công tác vô khuẩn trong quá trình điều trị. Thì tại Occidental thì tất cả các dụng cụ, quần áo, mọi thứ thì chúng tôi đều được hấp sấy một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Và khách hàng cũng được mặc quần áo vô khuẩn trong cái quá trình nhổ. Các bạn có thể nhìn thấy thì ngoài những cái nhổ răng theo thông thường thì tại Occidental thì chúng tôi còn nhổ răng bằng cái những cái phương pháp hiện đại hơn. Ví dụ như là nhổ răng bằng công nghệ siêu âm. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là máy nhổ răng siêu âm ultrasonic. Thì máy nhổ răng siêu âm này thì sẽ giúp cái bác sĩ có thể là dùng cái lực rung của sóng siêu âm bóc tách dây chằng hoặc là giảm cái sang chấn lúc nhổ, làm cho khách hàng cảm thấy là không bị đau, không bị khó chịu trong suốt quá trình nhổ. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là ống huyết tương dò tiểu cầu. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì cái màng furin dò tiểu cầu này thì chúng tôi lấy từ máu tự thân của khách hàng. Khi mà lấy máu tự thân thì sau đó thì chúng tôi cho vào máy quay ly tâm. Thì các bạn có thể nhìn thấy là khi ly tâm ra thì nó sẽ chia đôi cái phần hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thì chúng ta sẽ lấy nguyên cái phần dò tiểu cầu nhất để cấy vào cái huyệt ổ răng sau khi nhổ. Thì các bạn có thể thắc mắc là tiểu cầu như vậy thì tiểu cầu có cái ứng dụng và những cái đặc tính gì mà lại đi cấy vào huyệt ổ răng. Thì bình thường khi mà chúng ta bị đứt tay ấy, thì các bạn có thể thấy là sau khi đứt tay thì máu phun ra. Thì sau đấy các bạn sẽ thấy là cơ thể sẽ tự động cầm máu. Và sau một thời gian thì các bạn sẽ thấy cái vết thương đấy lành lặn trở lại. Thì tất cả những cái đấy đều là cái tính năng của tiểu cầu. Thì khi mà cơ thể chảy máu thì tiểu cầu sẽ huy động các yếu tố đông máu để làm cầm máu rất là nhanh. Do vậy mà những ai mà bị bệnh lý liên quan đến tiểu cầu ấy, thì gần như là sẽ không có cái khả năng cầm máu và dẫn đến chảy máu. Sau khi cầm máu xong thì tiểu cầu sản sinh ra các yếu tố kích thích tăng trưởng. Các yếu tố kích thích tăng trưởng này có giá trị gì? Nó sẽ làm lành tổn thương rất là nhanh. Đấy, do vậy mà khi cấy vào huyệt ổ răng thì cái tính chất của tiểu cầu sẽ làm cầm máu nhanh và gây lành thương nhanh, giảm đau, giảm khó chịu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường đang tiến hành lấy cái màng furin dò tiểu cầu để cấy vào ổ tổn thương. Để cái màng này thì bao gồm là furin và tiểu cầu thì có tác dụng cầm máu rất là nhanh. Và đây là chiếc răng mà bác sĩ Cường đã nhổ ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Thì hiện tại với những cái công nghệ như thế này thì gần như là cái đau đớn trong quá trình điều trị là không có. Và cái lành thương nhanh sau khi tổn thương, sau khi mà cái cục nhổ răng xảy ra thì rất là nhanh. Các bạn có thể đi làm hoàn toàn bình thường, do vậy mà cũng đừng lo lắng.
cho những cái chiếc răng khôn của mình. Nếu như chiếc răng khôn mình có vấn đề thì hãy đến Ocean Dental để được thăm khám và bác sĩ sẽ cho chỉ định là sẽ làm gì và những cái phương pháp nào đối với những chiếc răng khôn đó các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp bác sĩ Cường đặt cái màng Firenze tiểu cầu vào ổ tổn thương. Các bạn thấy là nhổ răng cũng rất là nhanh đúng không ạ? Trong cái livestream thì chưa kịp nói gì thì mình như nhổ răng thì bác sĩ Cường đã nhổ ra những cái chiếc răng đó rồi. Đau gì không? Không đau gì đúng không? Hình như là khách hàng còn chưa cảm nhận là chưa cảm nhận được gì thì chiếc răng đã được nhổ ra rồi. Và tiếp theo thì bác sĩ Cường đang tiến hành khâu cái ổ răng vào để cầm máu luôn. Trong cái quá trình nhổ răng thì cái quan trọng nhất đó là đầu tiên thế là quá trình vô khuẩn. Vô khuẩn không tốt thì sẽ dẫn tới nhiễm trùng. Do vậy mà Ocean Dental luôn đề cao cái công tác vô khuẩn trong quá trình điều trị. Thậm chí là có những khách hàng của chúng tôi gần như không phải dùng kháng sinh sau khi điều trị vì công tác vô khuẩn cực kỳ tốt. Thứ hai là tay nghề của bác sĩ. Cái chỉ định hợp lý, tại vì có rất là nhiều cái răng số 8 mọc lệch, thậm chí là mọc sát ống thần kinh. Nên là khi nhổ những cái chiếc răng 8 đó thực sự cực kỳ nguy hiểm. Do vậy mà cần thăm khám, chụp phim kỹ lưỡng và được bác sĩ chuyên môn cao đánh giá. Sau đó thì khi mà bắt đầu cái tiến trình nhổ răng thì khách hàng sẽ được lấy máu xét nghiệm. Thì tại sao phải lấy máu xét nghiệm trước khi làm nhổ răng? Tại vì là chúng ta cần cần biết xem là trong cần đánh giá một số chỉ số, ví dụ như chỉ số viêm là hoặc là công thức máu để đánh giá xem là các bạn có bệnh lý gì về máu hay không. Thứ hai là các yếu tố đông máu, bởi vì đây dù sao cũng vẫn là một cuộc tiểu phẫu. Do vậy mà cái yếu tố đông máu cũng rất là quan trọng. Nếu như mà các bệnh có khách hàng có những cái bệnh lý về đông máu thì gần như là chúng ta sẽ không tiến hành được. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá thêm một chút về yếu tố lây nhiễm, ví dụ như viêm gan B là có cái tỷ lệ lây nhiễm ở trong nha khoa rất là cao. Thì nếu như khách hàng mà có cái test viêm gan B dương tính thì chúng tôi cũng rất là cẩn thận và đảm bảo công tác hấp sấy các dụng cụ sau khi tiến hành phẫu thuật. Thì đấy là một cái số các chỉ số mà chúng ta sẽ thực hiện trước khi làm phẫu thuật nhổ răng tại Ocean Dental. Sau khi có những kết quả đấy rồi thì bác sĩ chúng tôi sẽ đánh giá xem là khách hàng này có chỉ định nhổ hay không và có nhổ được không. Thế thì sau đó thì chúng tôi sẽ hẹn khách hàng nhổ vào buổi sáng, bởi vì buổi sáng thì các bạn biết rồi, cái đề kháng của cơ thể nó rất là tốt và khách hàng nên nhổ răng buổi sáng thì sẽ tốt hơn.
Trước khi mà bước vào phòng phẫu thuật thì chúng tôi sẽ tiến hành đo huyết áp, các thông số sống, ví dụ như là chỉ số phân bão hòa oxy trong máu. Đó là một cái chỉ số cũng rất là quan trọng. Ngoài huyết áp, ngoài mạch thì cái chỉ số đo độ bão hòa oxy trong máu cũng cực kỳ quan trọng. Có một số người có bệnh lý về phổi thì cái độ bão hòa oxy trong máu không được cao. Do vậy mà trong quá trình điều trị cũng có thể gặp những cái nguy hiểm, ví dụ như khó thở, hoặc là có những người mà bị bệnh liên quan đến bệnh phổi như hen, phế quản, thì cái chỉ số này cực kỳ thấp và chúng tôi sẽ cũng cân nhắc xem là có nên tiến hành hay không. Đây, các bạn có thể thấy là bác sĩ Cường đã khâu xong rồi. Hiện tại thì do dịch bệnh đang diễn biến rất là căng thẳng nên cái công tác phòng dịch tại Occidental cũng rất là chú trọng. Các bạn có thể nhìn thấy là đội ngũ của chúng tôi luôn đeo kính chống giọt bắn và đeo găng tay. Và tất cả các cánh cửa đều được bọc như thế này để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch. Do vậy mà các bạn có thể yên tâm khi ra với Occidental. Chúng tôi cũng liên tục khử khuẩn phòng khám bằng tiêu cực tím để đảm bảo là không lây nhiễm dịch bệnh. Ngoài ra thì phòng phẫu thuật của chúng tôi còn được trang bị một chiếc đèn phẫu thuật. Các bạn có thể nhìn thấy đây, cái đèn phẫu thuật này còn sáng hơn đèn thường rất là nhiều, là bác sĩ có thể nhìn rõ được hơn cái vùng phẫu thuật. Đây, chúng tôi đã làm xong rồi. Tê chứ? Hơi tê tê. Vị khách hàng của chúng tôi hơi ngại một chút nên là chúng tôi xin được phép kết thúc livestream này tại đây. Thì xin hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo tại Occidental. Xin cảm ơn và xin gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo.